Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến 31 tháng 8, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 20,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cả nước có 2.247 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký mới đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 27% về số vốn đăng ký. Ngành bất động sản tiếp tục duy trì vị trí thứ hai với 2,4 tỷ đô la Mỹ vốn ngoại rót vào từ đầu năm. Con số này tăng hơn 5 lần cùng kỳ và chiếm gần 20% tổng vốn đăng ký mới. Việt Nam hiện có khoảng 33.000 ha khu công nghiệp cho thuê với tỷ lệ lấp đầy đạt 80%. Điều này cho thấy nhu cầu thuê bất động sản công nghiệp đang rất lớn. Xu hướng phát triển đang nổi lên hiện nay là các nhà kho và nhà xưởng xây sẵn. Tỷ lệ lấp đầy của loại bất động sản này đạt 80% trên toàn quốc, với giá thuê trung bình đạt khoảng 5,4 đô la Mỹ trên mét vuông trên tháng. Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, xu hướng xây dựng một khu công nghiệp quy mô lớn ngay ngoại ô thành phố hứa hẹn sẽ tạo ra một làn sóng đầu tư mới.